các bạn. Hôm nay mình tập làm bánh trung thu nha các bạn. Chưa bao giờ làm. Cái này mình tập làm chứ không phải là cái này mình tập làm mình vui mình để cho các bạn coi thôi nghe, chứ không phải là chia sẻ nghe. Tại vì mình không biết làm. Mình làm mình sợ cặp các bạn cười. Cái món này là lần đầu tiên mới biết là mới làm, mới tập làm chứ không phải gọi là biết làm. Hôm nay mình làm với bánh trung thu nhân thập cẩm, nhưng mà mình làm trong đó là không có trứng muối. Hôm nay nhà không có trứng muối, thành ra không có làm trứng muối, có lạp xưởng, có các loại đậu. Thì mình làm các loại đậu, mình có không biết cái gì, nhiều loại đậu lắm, nhưng mình làm đây là 6 loại đậu. Mình rang rồi, nhờ bạn mình mua rồi mình rang. Rang xong chút xíu thì mình sẽ cắt nhỏ. Còn đây là mứt cam mình cũng tự làm. Đây là mứt khóm, ở đây là mè mình rang rồi. Còn bột dẻo thì mình tự lấy, mình hỏi bạn mình chỉ lấy bột nếp á, mình không có biết bột dẻo là mua ở đâu. Bạn mình chỉ mua lấy bột nếp á, rang lên làm thành bột dẻo, tạo thành bột dẻo. Ở đây là nước đường, nước đường thì mình nấu hôm nay là được 2 tuần rồi đó các bạn. Muốn làm mà không có mua đồ được để làm. Còn đây là rượu mai quế lộ, còn đây là rượu gừng. Bây giờ ở đây mình xài là bột này nè. Bữa mình đi với gái mình mua trong chợ Mỹ, chứ mình cũng biết bột này là gọi là bột gì, biết là bột làm bánh thôi. Rồi bây giờ mình xài, hôm nay mình xài 300g bột làm bánh nè, bột đó với lại một ít đậu phộng, bơ đậu phộng. Và ở đây là 70g dầu ăn. Bây giờ mình chế cái này vô đây, mình quậy bột nha các bạn. Mình quậy để mình trộn bột rồi mình để ủ xong cái mình đi làm nhân. Cái này các bạn chỉ coi vui thôi nha, không gọi là chia sẻ nha. Các bạn đừng có cười, nó ủa sao làm bánh gì mà kỳ quá vậy nha. Bột này thì mình chỉ quậy trộn cho nó đều lên thôi rồi mình ủ, chứ còn không có nhồi cho cực như là bánh bao đồ này kia. Bởi vì mình không có rành rồi mua đồ mình cũng không có biết. Con gái thì đi làm hoài rồi, cái mình đi đánh tennis mình nhờ bạn mình á, chị Minh á, chỉ mua các loại đậu rồi chỉ nhờ chỉ mua đủ thứ hết trơn á. Rồi về cái mình bắt chước mình làm, mình làm thử có thành công không. Và ba đây là 200g nước đường mình thắng đó nha các bạn. Đường mình thắng có để miếng chanh vô thơm, hết sức là thơm. Quậy nó đều lên hết trơn, cái bắt đầu mình lấy tay mình trộn. Cái này gọi là trộn chứ không phải gọi là nhồi. Cái bột nó có dầu, có bơ đậu phộng, nước đường thắng, nước đường thơm quá. Đây các bạn, tiếp đến là mình cái lạp xưởng này mình hấp rồi, mình hấp hết gói, nhưng mà khi mình làm đây chỉ có hai cây thôi. Bây giờ lạp xưởng này mình sắc hột lựu, còn cái đậu này, các loại đậu này mình đã bầm, mình đã cắt nhuyễn bớt cho nó nhỏ lại chút bớt này các bạn. Rồi bây giờ mình sắc lạp xưởng. Mình làm cái này không có trứng gà, không có trứng muối nha các bạn. Nhà nhân thập cẩm thôi chứ không có trứng muối. Hôm nay ở nhà hết trứng muối rồi. Không chạy xe đi chợ mua được thì
cái thiếu cái này, quên cái kia. Thì các bạn bây giờ mứt chanh, mứt kem á, với lại mứt khóm mình cũng sắc nhuyễn rồi nha các bạn. Bây giờ lạp xưởng mình cũng sắc nhuyễn, gà nướng mình cũng sắc nhuyễn rồi. Bây giờ đây là mình xài 5 cái lá chanh, mình sẽ sắc nhuyễn nhuyễn bỏ vô. Đây mình bỏ vô luôn các bạn. Thì chanh mình bào. Tất cả những cái gì thơm ấy, thơm cái gì? Cái lá chanh á, lá chanh em xắt lá chanh với chanh này em bào cái vỏ đó. Rồi bây giờ mè. Hành chi thơm quá. Cho mè vô. Mè rang. Rồi nhưng bánh thô quá hả? Cho lạp xưởng, thịt gà vô. Các bạn đừng có cười nha, mình cái này mình rất là vụng về luôn. Để mình làm mình ăn mà. Mình cho một miếng rượu gừng nha các bạn. Làm đi anh ăn với anh ngon là anh khen. Đây một miếng rượu mai quế lộ, mình cho vô một ít rượu mai quế lộ. Món ăn mặn cho nên mình cho vô một miếng nước tương. Thấy ngon quá chứ. Bây giờ để mình trộn lên nha các bạn. Mình trộn lên xong là mình phải cho bột dẻo vô nó mới dính. Vậy làm không khéo Nguyễn ăn ngon được. Ở bên Mỹ thì mua bánh trung thu ăn cũng không có đâu nghe các bạn. Có nhưng mà không ngon. Ở đâu? Hồi ơi anh ơi. Lên Shangri-La hả? Ừ, mua không ngon, thành ra em không có mua. Đây là bột dẻo, bột bánh dẻo này các bạn. Mình cho vô. Đây. Mình cũng cho vô một chút xíu cái nước đường. Nước đường mình thắng á cho nó có vị ngọt, vị mặn. Năm rồi miếng cùa cho mình hợp đó. Nhưng mà cái đó nó nhập cảm. Nó nhập nước ngoài của Hồng Kông hay Đài Loan gì. Anh Tú cho mình cũng là bánh ngọt không à. Mà mình em thì em thích ăn bánh mặn, thành ra thôi tập làm luôn. Hôm hổm đi San Jose mua rồi cái ý anh gái nó chở đi rồi nó nói để mua, mẹ muốn ăn về để mua vô trong đó không có bánh nào thấy ngon hết trơn. Chị giờ làm ngon nên mới làm bán luôn. Thôi cái này cho em chịu thua anh ơi. Em chịu thua. Thì bán không được thì ăn. Đồ ăn thì được chứ còn bánh thơ em chịu thua. Biết đâu là nhiều khi làm úp bỏ lên hơn những người làm dở hơn sao. Có người làm dở hơn. Em thấy em là dở nhất. Cái này khi nào mà các bạn dắt mà nó thành viên. Dính hả? Con này chưa được. Phải cho hết bột này vô. Bột khô quá bữa nào có dính. Khô quá cái gì nó không dính. Không phải bột khô. Phải có nước nó mới dính. Có nước đường nữa. Anh thấy có nước nó mới quến cục lại. Nó mới dính. Anh thấy dắt được rồi nè. Đó. Anh làm mà cho bột mà bánh dẻo vô nhiều quá đó thì nửa ăn cái nhân nó cứng lắm. Vậy mình thì chỉ là học hỏi trên mạng với lại chị Minh, chị chỉ đó. Phương á, em hỏi chị từ chút, chị chút chị nói làm đi chị khuyến khích chứ mà hỏi mà em cũng tính bỏ cuộc rồi, em cũng tính không làm. Này là rượu mai quế lộ, mình cho thêm vô chút nữa các bạn. Cho thêm chút xíu dầu mè vô cho nó thơm như.
tiếc quá là bữa nay không có trứng, không có trứng muối. Hôm đó trứng muối nhiều thì mua chuẩn bị làm cái không có. Không có làm cái ăn hết. Không có làm cái ăn. Bữa nay làm cái không có. Rồi bây giờ mình dò nhân các bạn. Bánh này nướng hay hấp? Nướng. Hấp rồi nướng hay nướng? Nướng không à. Ồ, nướng không à. Coi như là chỉ có cái ở này là chín hết trơn rồi nè, chỉ có cái da ngoài thôi, da ngoài thì nướng rất là nhanh. Nhưng mà còn nướng còn phớt trên cái da cho cái màu nữa. Hồi còn cái đóng khuôn nữa nè. Cái em rất là sợ làm bánh. Nếu muốn bánh nào nó dễ làm thì còn đỡ. Bánh nào làm khó em sợ quá. Em thử chút coi. Không quá. Không quá, bây giờ em dắt, bây giờ em dẹp bớt chỗ này cho sạch sẽ. Bài quá. Bây giờ cái khuôn của mình là khuôn 180g. Thành ra mình ở đây mình dò cái gì mà cái nhân thì thường thường á, cái nhân là hai phần, cái bột mọi cái vỏ một phần. Ra đây mình nếu mà có trứng muối thì mình làm trứng muối chung luôn, này không có thì mình làm nhân thôi các bạn. Cái này là vừa cái chén này là nó 100g, vậy là mình phải cân 120 là 220g. Đây 220g một cái viên nhân nè. Đó, giờ dò lại cho nó tròn. Ồ. Bự quá. To quá. Rồi. Đó, nhìn là anh phải dắt. Rớt anh miếng phải để vô để cái lớn cái nhỏ ăn cái dà lộn. Anh là không có dành rồi, anh là muốn miếng một rồi. Anh thích ăn ngọt không? Giá em tạo địa làm cho thành công. Không biết làm các bạn ơi, đừng có cười nha. Cái này mình quay để mà các bạn nhìn vui chơi. Đây, em làm mấy cái bánh? Hả? Làm có thể được mấy cái? Không biết mấy cái nữa, giờ em lười lượng vậy em nhân lên giờ em rối gì lắm. Anh thấy cái, chắc là cả chừng 6 cái. Giá em tạo địa làm xong cúng 10 cái. Lỗ 4 cái. Kỳ quá, nói chuyện vậy đó, anh này nói em phun nó biết nó lại cụp nó lại, giống như cái chuyện vậy đi, cụp nó lại đó, chút xíu, hơi dư. Rồi, từ coi đó, anh về dắt lại. Thơm quá, nhưng thơm quá, không biết ăn sao chứ, thấy thơm quá. Thấy gì thơm đó, mà biết ngon không? Biết con ngồi vui. Trời ơi em nhớ tới bà làm bánh trung thu em ngán dữ lắm á, tại vì mình không biết làm á, mà em thấy sao nó đủ thứ tùm lum hết trơn. Đâu có ai biết, trong bụng mẹ biết ra. Muốn làm thì phải tập làm. Hư cái này mình dạy cái khác. Mới đầu ăn dở biết ăn mới ngon. Nếu mà em làm có dở anh cũng ráng ăn giùm. Trời, ráng ăn cho ăn cho miếng. Em nhớ chị Phương chị nói á, chị nói mà chị làm bánh gì mà ra thất bại đó. Cái chị nói mình ráng ăn giùm. Cái em bên này có anh Triều. Khi nào mà em làm gì thất bại là anh ráng ăn giùm nha. Cảm ơn. Chứ để nhà con gái thì bánh ngọt còn ăn rồi. Ăn rồi bánh ăn nỉ thì thấy sướng. Các bạn thấy sướng không? Con gái nó không ăn rồi. Ăn rồi bánh mắc bằng nỉ mới ăn. Cái này thêm chút xíu nó mới đủ. Thành ra ăn là phải chỉ có anh ăn phụ thôi. Anh ráng anh ăn. Thôi ăn cái gì ráng, ăn cái này đường nhiều quá không dám ăn nhiều. Không em làm cũng đâu có ngọt đâu. Bánh thù đường không, cái nào cũng đường, nhưng cũng đường. Em làm có miếng ấy đường mà anh thấy đường. Có phân nửa rồi, thấy không? Không có nhiều. Cái da nó cũng em phải làm đường chứ đâu phải làm ăn cái đâu. Đúng rồi nhưng mà ít thôi à, không có nhiều. 4 viên.
Thì đó anh làm sáu, em làm sáu cái. Em nghĩ sáu hay vậy á. Nhìn là biết sáu á. Sáu cái. Dễ làm. Đây các bạn, mình do được sáu viên lớn một viên nhỏ. Mình định làm tám cái bánh nhưng mà rốt cuộc rồi không có trứng. Không có trứng thành ra cái nhân này nó rút vô cái phần đuôi trứng. Thành ra nó chỉ còn có sáu cái bánh thôi, sáu viên nhân với lại một cái viên hơi nhỏ hơn thôi. Thất bại. Thì các bạn đừng có cười nha. Chứ đúng ra là mình làm 8 viên thì trứng vô nữa là nó đủ 8 viên đó, chứ nó không thiếu, mà còn 6 viên với lại 6 viên nhân với một miếng đâu. Đó, bây giờ cái phần trứng thì không có, thành ra nó làm cái viên nó bự tới to lên đó các bạn. Rồi đây để mình để bột nó nghỉ. Bột mình để nghỉ 1 tiếng đến tiếng rưỡi thôi các bạn. Để rồi mình mới ra, mình mới cán bột rồi mình định hình bánh nha. Bột rồi hả? Bột rồi. Mà không biết nó trúng không, không biết nữa. Người ta chỉ thì đừng có nhồi nhiều quá thì bột nó không có ấy. Mà em cũng không biết làm sao nữa. Em cũng không có nhồi nhiều lắm mà em sợ nó không đều thôi. Như là tại vì dư bột có hột vịt, trứng vịt mà không có đó, thành ra mình làm gì cái thành ra dư bột rồi. Rồi bây giờ nắng anh lấy cái này nè, anh lấy cái dầu nó cần chút xíu coi. Mang mua tay rồi. Em rửa tay sạch rồi, em làm mua tay em làm không có được. Có bị các bạn trên. Thôi các bạn nó. Mình cũng có rửa tay sạch rồi. Trời ơi, vì chưa biết làm đi các bạn ơi. Làm cái tay mà còn không xong đi. Mang mua tay vô dưới. Có làm. Ừ. Dưới các bạn. Được chưa? Được rồi. Chỉ gì nè, tấm gì nè, cho nó xuống nè, cho nó định đè quá nha, đè vừa vừa thôi, đè mà để giữ một chút, giữ một chút rồi mới dính cái khuôn khéo. Ôi nè anh ơi, nó dư cái rìa này, thấy không? Thấy không? Anh đè ấy quá, nó dư cái rìa chút rồi. Không được rồi, để em cắt nó rìa đi, đừng thấy nó không đẹp, thấy không? Rồi bây giờ mình đem nướng. Mình đem nướng trước những cái bánh này các bạn ơi. Đây mình đã mở lò rồi. Trước khi đem vô lò nướng mình phải xịt nước. Ta chỉ mình vậy đó. Đây. Rồi bây giờ mình đã làm xong hết rồi các bạn ơi. Được 7 cái bánh, 2 cái, 6 cái lớn, 1 cái nhỏ. Bây giờ mình làm nước, cái nước mình pha cái nước để phết lên đó nha các bạn. Mình lấy một cái lòng đỏ trứng. Các bạn thấy không? Vô kinh không được. Mà úp lên á, anh cố gắng anh cài đặt xong cho nó công chiếu luôn, bây giờ nó công chiếu luôn. Một cái chữ không à. Dạ. Như các bạn thấy nè, có cái bánh tiếp theo. Anh có cái bánh này thiếu nè. Cái này làm nhỏ là được không? Không thì được. Nó lùng phải không? Nó lùng lại. Đó, các bạn thấy. Không có khéo các bạn ơi, mắc cười quá đi. Rồi, để em nướng đi. Thì đang nướng cái kia, về thì cái này để xíu.
Bây giờ em dẹp dọn cái chiến trường này. Mau em dẹp cái đó, em quay gần. Bây giờ được rồi đó. Để vô phải tắt lửa, vô phải lấy ra. À, các bạn. Đó, đẹp quá đó. Xịt nước cho nó mau nguội các bạn ơi. Rồi, mình lấy ra. Mà nó chưa có vàng. Chưa, 3 lần nữa nha. Ừ, nướng tới 3 lần nữa hả? Nướng tới 3 lần nữa. Bây giờ lần thứ nhất rồi phải không? Đó là thứ nhất thôi. Nhán quá, sợ. Rồi ba cái này nướng tiếp. Dạ. Cái này, ba cái này nướng mà nhất phải không? Nhớ nha. Ừ, rồi. Xịt cho nó xịt cái gì vậy? Xịt nước lạnh để cho nó định hình dễ. À. Để tới 10 phút hả? Để 10 phút. Cho nó nguội bánh phải không? Nguội bánh. Rồi mới... Rồi mới phết cái này nè. Phết trứng gà. Trứng gà này lên nè, phết cái trứng nè. 10 phút rồi phết cái trứng này với sữa, với dầu liêu á. Phết lên. Người ta làm bán người ta có phết mấy cái này. Có. Ừ. Nó mới đẹp hả? Không, thấy cũng đẹp rồi đó. Ai không ăn chứ anh ăn giùm cho. Lỡ hư anh ăn giùm cho. Anh gái anh ăn giùm nha. Ừ. Thấy ngon chứ. Nó đâu bị hơi hồi nãy nè, cái này bị sẹo nè. Anh nhớ không? Kể, hồi cái đầu tiên ra đó. Thấy đẹp đầu quá rồi, đó. Vậy là thấy đẹp quá rồi. Kể ai không khen, anh khen cho. Cảm ơn anh nha, thank you. Vô bếp khăm. Rồi sau 15 phút để nó nguội bánh, cái này nó nguội rồi đó các bạn. Bây giờ mình phết nhẹ. Phết nhẹ cái bánh cho nó định, cho nó có cái màu đẹp. Người ta dặn đừng có phết cho nó. Đây bây giờ là mình phết cái hỗn hợp này các bạn. Mình phết cái hỗn hợp này lên. Hỗn hợp nó có gì vậy? Cái này có trứng gà, lòng đỏ trứng gà nè, với lại miếng dầu ô liu với ít sữa tươi, đủ cái bột. Cái tới chừng có bột cái hết trứng muối. Thành ra bữa nay là không có trứng muối. Không biết mua đậu đâu nữa được, cái bữa đó con mới dẫn đi mua cũng được ít rồi bạn. Bạn đánh tennis chung á, Di Phương á, với mua giùm. Mua giùm nhiều lắm. Thành ra mình làm có 1/3 thôi. Mới muốn làm nữa. Qua Trung Thu rồi làm nữa làm chi? Ăn. Các bạn thấy mình làm dở ồn thấy không? Phết làm sao mà thấy ở dưới nó xấu quá à. Dở thì mấy bạn mới xem, làm giỏi được xem chi. Đây mình nướng lần 2 nè các bạn. Lần 2 á thì mình tuột độ 20 xuống 20 độ. Rồi tất nhiên 380 còn 360. Mình cho cái này 350. 350 độ F. Đó, là khoảng 165 độ C. Đây, cái này là lần thứ 2. Đây các bạn. Đây là lần thứ 2. Rồi trước khi đem ra là mình phải xịt. Xịt cho nó mau khô. Đây, cái này nãy em phết là phết lần 3. Lần 3. Rồi đem vô nướng luôn hả? Đem vô nướng luôn. Cái bên kia vàng hơn ha. Cái bên kia là xong rồi đó. Bây giờ để 2 ngày sau mới cắt được cho mấy bạn coi. Tại vì phải để 2 ngày sau cho cái bánh nó không biết làm sao. Nó qua ai rồi nó ấy lại làm sao mình cũng không biết luôn. Nó sẽ mềm lại rồi cái màu nó lên đẹp hơn nữa. Còn cái này thì... Người ta nói vậy hả? Ừ, ai cũng vậy, 2 đến 3 ngày. Còn cái này là em phết này là lần 3. Cái này là sao? Cũng vàng rồi đó. Ừ. Hay quá, bà xã làm bánh thu ngon quá. 6 cái. Quá đẹp em ơi. Rồi mình quay cho các bạn xem ha. Các bạn tham khảo chơi nha. Quá ngon luôn. Chưa ăn biết ngon. Các bạn sẽ cười vậy chú ơi. Rồi các bạn sẽ học theo cách của cô Mai làm bánh Trung Thu nha các bạn. Thôi các bạn đừng có học, cô không biết làm cái này. Cô
chỉ ra làm cho vui, ra làm mà vui cho các bạn coi thôi, chứ còn thành cô không biết làm này, thành ra các bạn đừng có học nghe. Xem thử về bà xã mà làm bánh coi có ngon không nha. Cái này là làm cắt ra cho các bạn coi với lại làm chia sẻ các bạn tham khảo chơi nha. Chứ cái nghề làm bánh này chưa bao giờ làm mà nó không biết làm như thế nào, không biết có được không nữa. Đâu là cái đó, các bạn thấy nè. Wow, nhưng mà trong này mình nhân của mình là đậu. Đậu các loại đậu, rất là nhiều đậu, đủ thứ đậu, dùm mè. Thấy cũng ngon quá. Rồi lạp xưởng, rồi gà quay, nhưng mà không có trứng muối. Bởi vậy nói các bạn đừng có cười. Lúc làm thì cho trứng muối thì chưa có bột, rồi lúc có bột thì ăn trứng muối hết rồi. Thành ra không có, không, mình không có, có trứng muối trong này. Nhưng mà thơm lắm các bạn ơi, thơm lắm. Phải nói là rút kinh nghiệm lần sau mà mình làm là bảo đảm các bạn có trứng muối trong sẽ rất là đẹp. Đây là lần đầu tiên đó. Mà đúng ra là phải ngày thứ ba, ngày thứ ba mới cắt là cái bánh nó dẻo trở lại, cái bột nó dẻo trở lại. Nhưng mà tại vì mình gấp, mình cũng hơi gấp, mình nôn coi cái bánh nó ngon không. Đó, các bạn thấy nè, các bạn thấy bánh không có bị cắt, không bị bể, tất nhiên là nó sẽ dẻo đó, các bạn thấy ha. Rồi vậy là cũng vui lắm rồi các bạn ơi. Cũng cảm giác xéo vui lắm cái rồi. Anh ăn thử rồi. Anh ăn thử hả? Ăn mãi miếng bự đi. Không, chung miếng vậy nè. Vậy hả? Vậy nó cắt làm hai lần cái nữa. Đây. Ừ, qua cái rồi qua cái nữa. Ừ, cắt làm 8 á hả? Ừ, 8. Ăn miếng nhỏ quá vậy. Ăn thử mà. Rồi, vậy là cái này. Anh ăn thử cái miếng này đi. Miếng nhỏ. Ừ. Đây, ăn thử đi. Thank you. Chịu vô quẹo khập. Ừ, thơm quá. Ừ, cái nhân thơm quá. Cái nhân thì em thấy thơm lắm á. Giống y luôn. Nhưng mà chỉ có thiếu con cái là em để dầu mè nữa. Nhưng thiếu con cái là không có trứng, thành ra có trứng màu đỏ nhiều mà đẹp. Với lại cái mình không có hạt sen, không có mút bí. Em thơm cái mùi là trung thu quá trời luôn. Cái nhân á. Không nhận. Thơm cái mùi quýt, cái vỏ quýt hay gì á. Chân bì. Chân bì hả? Có, cái đó có em. Ồ. Lần đầu tiên làm gì à? Mà ngon, công nhận cái bánh đó. Ngon quá các bạn ơi. Cái bánh thì không có nhiều, dùng không có nó mứt bí để nó trong trong, hay là mứt hạt sen để nó vàng vàng rồi nha các bạn. Chỉ có xác các lò hạt với lại mứt khóm. Mứt khóm là mình mua khóm sấy khô mình sắc ra làm mứt. Rồi mình lấy cái vỏ cam mình sắc ra mình làm trần bì thôi. Đó. Chứ còn mà có, nếu mà có trứng muối vô màu đỏ nè, màu đỏ vàng vàng cam cam đó, rồi có hạt sen vô với lại có mứt bí trắng trắng vô nữa ha, trong trong nữa là rất là ngon. Mà ăn đấy là như bánh trung thu của Hải Ký hả? Không, Hải Ký bánh nổi tiếng của Sài Gòn á, Ý Lan gì đó. Như Lan à, Như Lan gì đó. Này, thôi, này bánh bạn... bánh như mai chứ không phải như là bánh như mai nha các bạn. Các bạn cười quá, đừng có nói gì cho các bạn cười. Cái này là nói với các bạn là mình cho các bạn xem mình lần đầu tiên làm bánh trung thu cho trong các bạn tham khảo nha, chứ không phải là chia sẻ. Chia sẻ thì mình phải biết làm mình mới chia sẻ. Ngon, nó không có nhận ngon bỏ. Các bạn làm gian cũng ngon hả? Ngon thiệt. Cái nhân thì rất ngon. Năm rồi qua cũng ăn bánh ngọt rồi, không mà kỳ này ăn bánh mặn mà ngon. Cái nhân ngon nhưng mà làm nó không đẹp thôi. Cái ngon. Quá ngon. Trà thơm quá. Cũng vui. Làm được. Trà này của anh Tú cho nè. Hả? Trà anh Tú cho thơm quá. Không phải, trà của Thành cho. Ủa Thành hả? Ngon thơm. Cái nước gì đó anh nãy nước nhất em đây có cái bông thu cho ba má đó. Hả? Thôi kết thúc video tại đây nha các bạn. Các bạn nào xem thấy thích cái video này nhớ đăng ký subscribe đó các bạn, và like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Rồi. Chia sẻ cho mọi người cùng cười. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Rồi bye bye, hẹn gặp lại những video tiếp theo. Bye bye.